Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Ba chào bà cô chú nè. Ba chào bà cô chú. Nóng không? Con nóng không? Dạ hả mẹ. Nóng lắm cô chú ơi. Bây giờ hai mẹ con đang nằm võng đưa toàn ten, nằm võng ở trước sân của nhà dì Tám nè. Nóng quá trời luôn. Có mấy con ruồi. Về đây cô chú biết mũi á. Trời ơi, có xịt thuốc mũi đồ này kia mà chân vẫn bị mũi chích đồ này kia quá trời luôn. Nhà Hảo có cái cây này trồng lâu lắm rồi nè, bự quá trời bự luôn á. Đó, giờ hai mẹ con đang nằm trước nhà toàn ten vậy đó. Đó, tại vì nhà Hảo ở trên quê á cô chú, đó cho nên nói chung trên quê thì nó vậy thôi, mà ở đây á người ta chạy qua chạy lại từ sáng tới chiều, người ta bán đồ cũng nhiều lắm, bán bánh mì rồi bán kem, bán tùm lum tùm la hết á, nó rau, người ta chạy ngang rồi người ta sẽ rau đó. Rồi đủ thứ hết á. Nói chung là cũng xe chạy nhiều lắm. Nắng cứ chiều cái bắt đầu gì con? Nãy thấy con gì? Con trùng. Chiều sao có con trùng? Ở đâu nó bò vô mẹ cũng không biết nữa. Có khi có con cung chiếu nữa cô chú. Trời Hảo không sợ con chiếu. Từ bữa Hảo về tới giờ Hảo gặp một lần con cung chiếu. Hảo sợ lắm, rất là sợ con chiếu luôn. Con khách con cung chiếu. Ôi mẹ sợ lắm. Nằm đây đưa toàn ten với lại có gió của chú. Nãy tao tưởng là cái gì. Có gió mát nhưng mà nó vẫn nóng nha. Gió thì gió mát đó, nhưng mà trời thì vẫn cứ nóng thôi. Đó, nằm xíu rong cái bắt đầu chiều mát mát, cái bắt đầu cho chơi đánh cầu rồi xong rồi. Nói chung chiều nhà Hảo con nít á, tại vì cháu ở bên nhà chú hiếm nè, cũng chạy qua chơi đồ cũng vui. Nó như bây giờ gió mát nè. Gió mát nhưng mà nó vẫn hầm. Đó. Anh rể Thảo treo mấy cái ấy nè, treo mấy cái kiển. Anh rể Thảo, anh Sung á, rất là thích trồng kiển. Dương Tám á, mê trồng kiển lắm. Trồng kiển á, cây kiển á con. Nè mẹ hỏi anh ba nè, anh ba về ngoại vui không? Dạ. Thích không? Vui. Chỉ có cái hầm á cô chú, nóng quá chứ về đây thì vui. Tại vì có chị em này kia đông á, đông hơn là ở bển. À, nhưng mà có cái nóng nhiều khi bị nóng cái bức rứt khó chịu cho nên hơi nhõng nhẽo. Nhưng mà tội nhất là nó Khánh Vi á, nó về rồi bệnh suốt à, nó sốt rồi viêm họng đồ này kia á, cho nên chứng mỗi ngày chứng, thấy tội thấy thương lắm. Anh Ban với Duy Anh thì chỉ nóng thôi, chỉ nóng nực khó chịu thôi, với lại anh Ban bị mũi chích. Cũng ok, về ngoại vui ha. Bây giờ mấy vườn cháo buổi chiều nè, mát. Chưa mát, cũng còn nắng nè, mấy vườn cháo ra đánh cầu lông. Ở nhà không có xăng. Đó, lấy mấy cái ghế ngăn ra rồi chơi cầu lông. Tại vì có một cặp vợ thôi cho nên phải chờ chơi rồi chờ lượt rồi xong rồi mới đổi. Đông quá mà. Đông người mà có một cặp vợ là đâu có chơi đủ đâu, cho nên là phải chờ. Đó. Còn anh ba là người đi lụm cầu. Thấy khán giả dữ không? Có hai người chơi mà khán giả quá trời luôn nè. À, anh ba là người lụm cầu. Đó. Nè khán giả ngồi nè, khán giả nè. Đó. Khánh à, Khánh thấy đánh hay không? Hay không? Đánh hay không? Quá trời khán giả luôn. Đánh không nhiều mà hay hét nhiều. We ok. Không có xăng ở trên đây mà đánh mạnh là nó bay, nó dính lên cái trần này. Anh ba anh đi lụm cầu đó. Là tới 10 trái mới đổi hả? 10 trái là mới đổi phải không? Đó. Chờ tới lượt, đây đứng chờ tới lượt. Còn đây khán giả. Ba dở rồi, ba dở rồi. Ghê chưa. Đó. Ra ngoài. Ra ngoài. Bé này nó áp lực quá rồi. Mấy không rồi? 84, ai 8 ai 4. Trời ơi, Dương Út dở quá, Dương Út ơi. Mà nói ra đánh luôn mà nè. Rồi Dương Út chuẩn bị ra sang thay vô nè. Nè thua, trả lại thua. Ra ngoài phải không?
Không tin, không tin rồi, ok. Rồi cho rồi, rồi giờ đập nha, giờ đập nha. Rồi, 8 năm 94 à, 9 trái nãy ra ngoài. Thấy cầu là giọt là sao? Bây giờ mình đi ra mua dừa sim 10.000 ba trái hả chị? Đây, dừa uống thử hả? Bao nhiêu chị? Copper nữa, có bắp nữa nè. Thôi chị, không dẹp tặng tại mình đâu có uống liền hết đâu, cho em mượn trái anh. Hồi băng bơ, băng bắp nè. Cái này chắc bắp Mỹ hả ta? Ờ, bảy vô này làm mứt nè bảy. Giờ xem, một chục là 65 ngàn chị. Trái này tặng phải không? Chục 10 à, 12 chết à. Thử, anh thử ngọt. 130. Uống luôn, coconut gì? Uống không? Chặt giùm cho ớt cả. Không cho anh trái đi. Chặt thêm trái. Dừa này chặt 3 nhát hả anh? Rồi đem về. 3 nhát hay là 10 nhát? Không dám chặt mạnh. Dạ. Dạ cho đem trái con vô con. Chục, cũng chục 65 ngàn. Rất là ngọt luôn. Bắp này khô quá chị ha. Ngọt bấy. Mua 20 về để dành uống. Cái gì bấy? Cái gì? Thôi héo bấy ơi. Héo. Rồi đi vô. Đi vô chặt cho con uống thử nó, anh banh ngọt lắm. Dừa này ngọt lắm. Rồi, xách vô. Từ khi anh Huỳnh xách vô. Rồi đi vô nhà. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi mới xong 20 dừa. Ngon phải không? Dừa sim mà. Rồi đi vô. Chờ mẹ, con vô đi, chờ mẹ xíu. Con vô đi. Cái gì vậy chị? Khi anh ra ba cho uống dừa thử nha con. Ngọt lắm nè. Hai đứa ra ba cho uống dừa thử nè. Ngon. Ngọt phải không? Ngon. Cho hai đứa uống thử anh. Khi anh uống thử miếng đi. Trời, không nào thèm uống hết. À, đem ra kêu chặt đó hả? Khánh con út tâm nè. Rồi giờ tới hai chị em nữa đánh nè. Đánh đi, đánh mệt xong rồi bội. Đánh đi mệt xong rồi bội bỏ đứa trái dừa tươi. Ngọt tấm viên ngọt ngay luôn. Rồi chờ mẹ xíu anh tông mama. Ngọt bé hả? Này dừa sim tấm viên. Dừa sim mấy con. Hai chục tấm viên. Bỏ nhiêu tiền? 65 ngàn chục. 20 trái con trăm mấy hả? Ừ, mà dừa ngọt mà. Uống thử nào. Nè, uống đi. Ba chân à. Ngon phải không? Dừa sim là chất lượng rồi. Bây giờ còn cái còn dừa dứa nữa. Bây giờ là dời cái ghế đi luôn à hả? Ê ê ê ê. Thêm một tay vợt nữa nè. Tắm xong cái là ra là đổi tay liền không? Đổi tay vợt khác liền.
Rồi Hương Tràm làm trọng tài hả con? Đó, Khánh đánh với lại Thành Trung. Chiều chiều ra mát nè. À, Mai đi học rồi. Thì bữa nào ở nhà thì đánh. Đánh chỗ này nó không thoải mái ha, tại vì chúng ở trên cái trần này nè. Đánh ở ngoài lên nóc nhà là khỏi lụm luôn á. Không có thang, phải có thang, lên nóc nhà là phải có thang. Có mà không dám lên đâu, run chân à. Thôi đánh trong đây đi, có gì lụm cho nó dễ. Đó, trọng tài đó. Rồi, còn em này đi đâu? Còn em này đi đâu? Hả em? Em đi đâu? Em đi đâu? Đôi cánh thiên thần nè. Đi đâu rồi con? Bảy đi ra đường nè. Đó, cứ mở cửa là đi ra đường à. Đi vô con. Đi về hả? Bữa nào vô chơi nữa nha. À, đánh cầu mệt rồi, giờ chiều về nghỉ ngơi đi tắm rửa cho mát con. Thấy cưng không? Có chân xe mấy đứa. Bên đây là nhà của thím hai. Còn phía sau kia nữa là nhà của thím sáu. Đó. Có nhiều nít vui. Đó, bảy dẫn hai đứa đi ra thím hai à. Ha, anh thấy chó anh sợ bé ơi. Thấy chó sợ. Nhảy hơi đuối chân luôn chứ bộ. Đó, chiều nào chị đang cũng nhảy dây tập thể thao nè. Chiều thì cứ chơi cầu lông, rồi nhảy dây, rồi ngồi hóng mát, chờ Hiếu Trung. Đó, chiều ở quê là vậy cô chú ơi. Trời có gió nhưng mà nó rất là hầm và nó rất là nóng, nóng dữ lắm luôn á. Chị đang tập thể thao. Hiếu Trung chưa về nữa.